đâu má tướng bự ra nè, mẹ thôi đá gãy nè. Đốt này sao mà cháy rừng rồi má, mà lấy ăn luôn á. Mai mốt có gì à anh em đừng có học hỏi nha, đừng có học hỏi chỗ nào, học hỏi chỗ này là về nhà ba má nhận đứa ra đâu á nè. Tôi đang đi tha săn thú rừng nè, đi bắt khủng long. Không lâu lâu lắm. Cái này phải nướng lửa lên làm cho thịt thơm mới dụ nó chạy ra được, mình mới bắt được đúng không? Hỏi nha anh em. Đúng cái cây này nè. Không, cái kia là nó phải lắm.